Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Sơn nam VBit bất ngờ công bố tin vợ kém 16 tuổi mang bầu, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng. Thông tin bà xã kém tuổi của nam diễn viên nổi tiếng VBit đón tin vui khiến nhiều khán giả bất ngờ. Cách đây chưa lâu, khán giả rần rần trước thông tin diễn viên Quách Ngọc Tuyên và bà xã kém 16 tuổi Thảo Hân đón tin vui lần hai. Theo đó, vào ngày cá tháng 4, Quách Ngọc Tuyên khoe hình ảnh que thử thai hai vạch, khiến netizen đặt nghi vấn bà xã nam diễn viên có thai lần hai. Hình ảnh que thử thai hai vạch được Quách Ngọc Tuyên chia sẻ dịp cá tháng 4 năm nay. Mới đây nhất, Quách Ngọc Tiên đã chính thức công bố tin vui của anh và vợ. Theo đó, chia sẻ cảm xúc trong buổi gặp mặt ekip web drama Vi Cá Tiền Truyện, Các Con Vượt Biển Lớn, Quách Ngọc Tuyên gửi lời cảm ơn đến bé Hân, tên gọi thân mật của anh dành cho bà xã tuyên đi quay xuyên suốt nhiều lúc đi quay từ sáng đến khuya rồi về một chút hôn con hôn vợ một chút là đi quay tiếp và tuyên nhớ mãi ngày quay cuối cùng của web drama vi cá Tiền truyện các con vượt biển lớn cũng là lúc mà tuyên được bác sĩ báo tin vui tức bé hân đang có em bé Quách Ngọc tuyên xúc động cho biết Quách Ngọc Tuyên chia sẻ tin vui đến khán giả vì cách Quách Tuyên công bố tin vui lần hai giữa buổi gặp mặt đã khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp bất ngờ. Như sau việc như Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Tân Trè cũng gửi lời chúc mừng đến An Vi Cá. Bên cạnh đó, Quách Ngọc Tuyên cũng không quên gửi lời cảm ơn đến bà xã vì đã luôn bên cạnh đồng hành, ủng hộ mình suốt thời gian dài, dù cho thường xuyên bị ngán do đang trong những tháng đầu thai kỳ. Quách Ngọc Tuyên cũng gửi lời cảm ơn đến bà xã kém tuổi vì đã thay anh quán xuyến chuyện gia đình thực sự bé hân đã thay tuyên quản lý những chuyện sản xuất phim lo cho đoàn lo cho gia đình dù bị ngán rất nhiều nhưng bé hân vẫn cố gắng hỗ trợ cùng tuyên và mọi người một lần nữa cảm ơn bé hân rất nhiều quách ngọc tuyên trải lòng được biết quách ngọc tuyên đang bận rộn với sản phẩm web drama mới mang tên vi cá tiền truyện các con vượt biển lớn sản phẩm được anh ấp ủ nhiều năm nay chia sẻ thêm về hành trình nghệ thuật quách ngọc tuyên cho hay anh khao khát được thực hiện một dự án điện ảnh để làm món quà tri ân khán giả sau gần 20 năm làm nghề. Quách Ngọc Tuyên khao khát một dự án điện ảnh sau gần 20 năm làm nghề. Quách Ngọc Tuyên trải lòng, đồng thời chia sẻ tham vọng của bản thân. Tôi thèm một dự án điện ảnh lắm và tôi quyết định làm web drama lần này để đôi nhiệt khán giả. Từ đó hướng đến dự án điện ảnh vào một ngày gần nhất. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo